Bà À, tức là Khang bà dự đoán được cái ngày mất của bà. ngày mất rồi, ngày 11 mà tháng 7 2 giờ đi, bà nói là bảy, ủa ngày rằm mà 7 giờ sáng nó chôn bà. Rồi cháu lại mới đi đi mới là đi qua thầy, thầy nói 7 giờ sáng chôn bà. Như bà vừa nói thì bà Tư á, trước lúc mà mất á, thì có dự báo được cái ngày mất, giờ mất của mình luôn Có và chính xác luôn hả bà? À, điều đặc biệt thứ hai á, là bà Tư có một mái tóc đanh, tức là mái tóc dài như vậy này, có bao nhiêu mét lận hả bà? cái chừng đó là chắc 5 mét à. 5 mét. Cũng như hồi đó chị bới đầu tóc, tóc đâu có bới vậy, cái rồi sáng ra cái chị gỡ vậy không được, chị gỡ không được, rồi tôi mới lấy cái lược, tôi nói thôi chị đưa đây em gỡ cho, cái để cái lược lên nó chị nhức đầu quá chị không nổi, chị nói thôi đừng gỡ, là bắt đầu có 5 ngày cái tóc của chị ở dưới này nè là ruộng lên hết. Ruộng lên cái rồi từ từ rồi mới đanh trở lại mới xuống. Thì chỉ nói là cũng như là đi thiếp, thì xuống ở dưới thấy cái này cái kia thì đủ hết trơn rồi. Mà nhưng mà ráng tu đi, cái thở thì không có nghe thở gì hết trơn, cái ngực nóng. Có nghĩa là tắt thở, không có thở được, mà cái ngực thì vẫn, cơ thể thì của bà Tư vẫn còn ấm. Ấm. Lúc đó thì ở nhà mà có lo lo lắng dữ không bà? Thì biết chừng rồi cũng không có lo, bình thường. Bởi vì chỉ nói là chỉ đi thiếp mà đâu có phải chết thiệt hay lo. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân, hôm nay Nhân đi cùng với anh Bùi Hồ ghé qua ấp 1 ở xã Hưng Nhượng, huyện Dòng Trôm để chia sẻ với cả nhà một câu chuyện rất là kỳ lạ ngay tại địa phương này. Thì nơi đây, như Nhân đã chia sẻ trong những video trước, thì ở địa phương Dòng Trôm có rất là nhiều những người phụ nữ mà có tóc đanh, tức là một cái búi tóc cuộn dài kéo dài đến 6-7 mét. Ngay tại ấp 1 này cũng có một người phụ nữ chính là bà Tư, mọi người thường hay gọi là bà Tư Tưởng. Thì nhà của bà Tư Tưởng là ngay ở phía sau đây. Tuy nhiên khi tụi Nhân đến thì biết tin là bà đã qua đời rồi. Và bà thì qua đời lúc ngoài 100 tuổi. Nơi đây thì có một ngôi miếu gia đình hiện tại đang thờ tự bà, cũng như là những cái kỷ vật, những cái di ảnh của bà thì hiện tại đang nằm ở trong ngôi miếu ở ngay phía sau Nhân đây. Và vì sao Nhân lại chia sẻ với cả nhà câu chuyện của bà Tư Tưởng? Thì đó là vì bà còn có một cái điều rất là đặc biệt ngoài mái tóc đanh nữa, đó là bà đã từng chết đi sống lại trong vòng 7 ngày. Và cụ thể câu chuyện này như thế nào thì bây giờ mời cả nhà sẽ cùng Nhân vào bên trong ngôi miếu để gặp những người thân của gia đình bà Tư, sẽ chia sẻ kỹ hơn về điều rất là đặc biệt, rất là lạ này nha. Dạ, thưa bà. Dạ. Dạ, đây là bà Út, là cha, là em dâu của bà Tư. Em dâu. Dạ. Thì con mời bà Út vô trong chỗ nơi bà Tư, nơi thờ bà Tư ha. Dạ, con mời bà Út ạ. Vậy đi dạ. Dạ. Dạ, tụi con có xin phép vào trong miếu được không bà? Được rồi. Dạ. Vậy chứ rồi. Năm nay bà Út bao nhiêu tuổi rồi ha? 80 rồi. Dạ, 80 mấy. Ồ, bên trong ngôi miếu rộng quá bà ha. 87 rồi. Dạ. Ở ngoài trước là di ảnh của bà Tư hả bố? Hả? Di ảnh của bà Tư đó ha. Mà khi bà Tư á, có mất rồi bà Tư nói để ngày chôn nữa. Cũng như ngày 11 rồi nói thôi 7 giờ sáng ngày làm chôn bà. Bà nói rõ. Tức là bà dự đoán được cái ngày mất của bà. Ngày mất rồi, ngày 11 mà tháng 7 2 giờ đi. Rồi á, bà nói là ngày rằm mà 7 giờ sáng nó chôn bà. Dạ. Bảy đúng bảy giờ. Rồi cháu lại mới đi đi mới là đi qua thầy. Thầy nói 7 giờ sáng chôn bà. Con bật đèn đây được không bố? Do nơi này cũng hơi tối cho nên Nhân xin phép là bật một tí đèn cho sáng một tí. Dạ. Được rồi. Dạ dạ không sao hả bà? Dạ không dạ, có gì. Không sợ chối bà thôi. Thì như bà vừa nói thì bà Tư á, trước lúc mà mất á, thì có dự báo được cái ngày
mất giờ mất của mình luôn. Có. Và chính xác luôn hả bà? Bà nói gì tôi mà. Dạ. Bà nói sao bà? Bà nói nhưng mà chết ngày 11 là rằm chôn, 7 giờ sáng chôn ngày rằm. Đợi gì? Rồi đi coi thầy thì nó chôn bà cụ là bữa rằm. À, là đúng như vậy luôn á. Mất đúng giờ đó, ngày đó. Đúng rồi. Và bà đã làm theo di nguyện của bà Tư là chôn cất đúng vào ngày rằm đó luôn. Rằm chôn, 7 giờ sáng chôn. Thì như vậy là đã có một cái điều đặc biệt thứ nhất rồi đúng không anh Hồn? Đó chính là bà Tư thì dự đoán được ngày mất, giờ mất của mình và hoàn toàn chính xác. Thì đây chính là di ảnh của bà Tư á, bà Út. Chứ bà Tư mà ngày bà Tư mất á, là bà Tư đúng 100 tuổi. Tại vì á, là khi bà Tư mất á, là tôi đứng xin. Tôi nói thôi để xin ơn trên cha mẹ để chị sống lại ít, chị nó không có được. Tại vì ở trên cha mẹ một ngày là ở xuống đây 100 năm, là chỉ đúng 100 tuổi là chị về xin được. À, chị nói rõ ràng. Đúng 100 tuổi. Đúng 100 tuổi là về. Yeah. Vậy trước khi con đến đây thì tụi con có nghe mọi người nói là bà Tư đã ngoài 100 tuổi mới mất. Như vậy thì không chính xác. À, có 100 tuổi. À, đúng 100 mà. À, điều đặc biệt thứ hai á, là bà Tư có một mái tóc đanh, tức là mái tóc dài như vậy này. Bao nhiêu mét lận hả bà? À, cái chừng đó là chắc 5 mét à. 5 mét? À. Ừ. À, cho tụi con quay gần gần vào ảnh của bà Tư được không bà? Được, cái việc. Dạ. Thì đây chính là di ảnh của bà Tư. À, mọi người thường hay gọi là bà Tư Tưởng. Đó, bà trên đó là. À, mất lúc 100 tuổi và mọi người có nhìn thấy là cái mái tóc của bà hình như nằm ở ngoài sau hả bà Út? Dạ. Dạ, ở ngay đây đúng không? Để bà? Để sợ tới chân luôn. Ngay ngay đây này đúng không bà? Mà khi bà Tư á, mà bà già là rụng. Rồi ra hết. Khi bà mất thì cái mái tóc rụng. Rụng. Khi mà bà Tư á, nói thí dụ như chiều nay là rời ra cái mái tóc của bà á, là nói hả trời rồi bà sẽ ra đi là ngày 11 rồi. Là bà Tư nói là chiều nay là mái tóc bà sẽ rời ra. À, cũng như là sáng ngày 11 á, rời ra rồi á, bà đi. Rời ra là tự động rứt đứt ra. Rớt ra từ cái ra chứ không ai hết. Yeah. Rồi hiện cái búi tóc đó còn không bà? Bà Tư đem theo. Tức là mình chôn cùng với bà Tư luôn. Mới hỏi chị Tư bây giờ tóc này để em thờ hay là sao? Chị Tư nó ngựa là đem theo cho chị. Vậy thôi. À, còn cái một điều lạ nữa là trước đây là bà Tư đã từng chết đi sống lại trong vòng 7 ngày. Cũng như là chị Tư đi thiếp là chị Tư xuống cũng như chị Tư về trình cũng như là đi lên đi xuống như bình thường à. Mà chị nói là mình đang tu đằng sau này á, cũng như con cháu rồi á, được về trên cho mẹ vậy thôi. Nhưng mà cái câu chuyện mà đi thiếp 7 ngày đó là hoàn toàn có thật hả bà? Có. Dạ. Lúc đó thì như thế nào? Bà Tư là bao nhiêu tuổi và bà có nói gì với gia đình trước không bà? Thì chị Tư đi rồi về chị cũng nói vậy. Khi đi cũng hồi đó đi cũng phải 80 tuổi rồi, chứ chưa tới 100. Dạ. Ừ. Là khoảng 70 mấy tuổi đi ha. Ừ, thì lúc đó là bà có nói cái gì trước lúc mà bà hoàn toàn là không còn biết gì nữa không? Thì cũng như là chị ngủ rồi chị đi thiếp. Đi thiếp rồi là trong 7 ngày chị về. Thì chị nói chị đi thiếp cái này đi cái kia. Đặng mà ráng mà tu vậy thôi. Chứ còn ngoài ra không nói gì hết. Cái thở thì không có nghe thở gì hết trơn. Cái ngực lắm. Có nghĩa là tắt thở, không có thở nữa. Mà cái ngực thì vẫn, cơ thể thì của bà Tư vẫn còn ấm. Ừ, ấm. Lúc đó thì ở nhà mà có lo lắng dữ không bà? Thì biết chừng rồi cũng không có lo, bình thường. Bởi vì chị nói là chị đi thiếp mà đâu có phải chết thiệt hay lo. Cái tức này là trước lúc mà mất là bà Tư đã có nói rồi. Bà Tư đã có nói trước rồi là sẽ đi thiếp trong 7 ngày. Trong 7 ngày. Cho nên là người nhà vẫn để bà Tư như vậy đó, chứ không có lo hậu sự, không có làm gì hết. Không. Dạ. Chứ một người đã ngừng thở rồi thì tất nhiên là ở nhà là biết là đã mất, là phải lo hậu sự này kia rồi. Nhưng mà này người nhà vẫn chờ đợi. Mà chị Tư thì nói hai chú nghe, chị đi lên xuống bình thường,
Đi xuống cái phần ở dưới hả bà? Ờ, đi dưới hả? Bình thường. Chứ không phải đi lên, chạy qua tới Mỹ lần chứ ở đây hả? Cái lúc mà... Tâm linh rất là... lạ. Thật ra điều, dạ. Cái lúc mà bên Mỹ mà lộn xộn á, là chạy qua bển. Cái mấy bà, mấy ông mới nói, thôi bà về cho ở đây chi? Nó không, tôi qua đây rồi tôi thăm vậy tôi về chứ tôi đâu có ở. Là cái hồn bà đi như vậy. À, anh Hột, em thấy thì di ảnh của bà Tư á, là ngoài di ảnh này thì còn có một số di ảnh ở phía bên này nè. Mình có thể cận vào. Tại vì cái mái tóc mà nếu như mà... cái bước này mình thấy rõ hơn nè. Đúng rồi. Tức là mái tóc mà nếu như mà 5 mét á, thì không thể nào mà tới gót chân được. Nó phải gấp... quấn lại. Nó phải gấp đôi, gấp rưỡi như vậy nữa. Thì ngay tại cái bức di ảnh này rõ hơn là mình có thể thấy một cái búi tóc khá là dài được co lại thêm một vòng nữa nè. Và tròn lên vai. Tròn lên trên vai và cuối cùng thì cái đuôi mới nằm ở giống như phía bên đây mà mình thấy nè. Đó, như vậy là rất rất là dài luôn. Không biết thì về cái mái tóc đanh này thì bà Tư đã để trong bao nhiêu năm hả bà? Lâu rồi, cũng như là hồi đó đó. Tôi ở bên chợ mới á, là tôi lập gia đình về đây. Thì năm trước năm sau là chị Tư đanh tới giờ này á, là 100 tuổi á. Là hồi đó tôi lập gia đình có 18 tuổi à, mà về qua 19 tuổi là chị Tư đanh luôn à. Bà Tư thì có gia đình gì không bà? Không. Không lập gia đình, không chồng con? Không. Ăn chay từ nhỏ đến lớn luôn? Từ nhỏ tới lớn, chị Tư. Nhưng mà lý do vì sao mà bà Tư lại để một cái mái tóc như vậy hả bà? Không có, từ từ rồi cũng như hồi đó chỉ bới đầu tóc, tóc đâu cũng bới vậy. Cái rồi sáng ra cái chỉ gỡ vậy không có được, chỉ gỡ không được. Rồi tôi mới lấy cái lược, tôi nói thôi chị đưa đây em gỡ cho. Cái để cái lược lên nó chỉ nhức đầu quá, chị không nổi. Chị nói thôi đừng gỡ, là bắt đầu quá 5 ngày cái tóc của chị ở dưới này nè, là ruộng lên hết. Gọn lên cái rồi từ từ rồi mới đanh trở lại mới xuống. Chứ rút lên hết 5 ngày rút rồi. Là đến một lúc ơn trên xoay chuyển á thì không có gọi đầu, không có chải đầu gì được. Không có chải mà cái da đầu chỉ trắng tươi. Không có hôi, không có gì hết. Không gọi đầu luôn. Không, cả trăm năm đường gọi gì được. Không rồi được. Vậy việc tắm rửa thì bà Tư có tắm không bà? Không, chị Tư cũng không tắm nữa. Có nói thí dụ chỉ đi ruộng rồi nó đi ruộng. Rồi cái gì cái chỉ múc nước chỉ rửa tài vậy thôi. Dạ. Chứ không có tắm được. Tắm bệnh, không có tắm. Vậy nếu một người mà không vệ sinh, không tắm thì liệu là có cái mùi cơ thể không bà? À không, tôi nói không có hôi cái gì hết trơn á. Tôi nói chừng tối nằm chung với chị cái tôi rửa tay vậy nè. Tôi làm mức rửa thì nó lắng ô, còn tôi còn thích chậm cho chị không có gì hết. Khá là lạ kỳ. Con, tụi con thì cũng nghe nói về cái việc mà đi thiếp của rất là nhiều người. Thì bà Út chia sẻ là bà Tư với bà rất là thân với bà Út. Vậy thì sau khi mà trong cái quá trình đi thiếp xong và sau khi về thì bà Tư có chia sẻ cái câu chuyện gì về những cõi khác cho bà Út nghe không? Thì chị nói là cũng như là đi thiếp. Thì xuống ở dưới thấy cái này cái kia thì đủ hết trơn à. Mà nhưng mà ráng tu đi, chị nói như đó. Chị nói thấy cái gì kia chứ không có kể tận tường tận. Không, cũng như ráng tu đi. Rồi sao mình không có tội lỗi cái gì á, về được cha mẹ trước việc của tên. Còn nếu mà mình làm tội á thì phải có tội thôi. Chị nói nhiều vậy thôi. Mà chị cũng kêu ở gia đình ráng tu vậy thôi. Vậy thì hiện nay thì bà Út vẫn ăn chay hả? Thiện tháng bà ăn 4 ngày à, chứ không có ăn luôn. Không có ăn như chị Tư nổi. Hình như cái câu chuyện của bà Tư á, thì tất cả mọi người ở trong địa phương đều biết á. Tại vì tụi con hỏi đường bà Tư tưởng tóc đanh là ai cũng biết hết á. Biết. Như vậy cái việc lúc đó bà đi thiếp á, bà chết đi sống lại á, dân gian gọi là chết đi sống lại á, trong 7 ngày như vậy thì người dân ở đây có ngạc nhiên và có bàng hoàng không bà? Không, người biết người không. Nói thí dụ như đạo mà nó về đây á thì nó biết chị Tư, chứ còn như sống liền vậy á thì người biết người không. Bởi vì chị Tư chỉ đi thiếp rồi mình đâu có nói ai biết. Chỉ là chỉ về đây là gia đình mình biết vậy. Trong đạo tức là bà Tư là theo đạo gì bà? Đạo Phật. Đạo Phật.
Thì ở đây con có thấy là thờ, có thờ Tây Phương Tam Thánh á, đúng không bà? Đúng rồi. Thì khi nãy tụi con cũng có ghé qua nhà của bà Năm. Bà Năm cũng tóc đanh, bà Năm Cẩn. Bà Năm Cẩn hả? Đúng rồi. Tóc đanh. Thì bà Năm thì tu tập và thờ tự rất là nhiều. Tức là bà nói là bà hòa hiệp những tôn giáo lại. Bà con thấy bà có thờ Đức Quỳnh Giáo Chủ nè, thờ ông Đậu Dừa, rồi thờ Thiên Nhãn, tức là đạo Cao Đài ấy. Dạ, rồi thờ Phật nữa. Dạ, như vậy thì con cũng không rõ là đó là cái cách tu tập của bà. Còn ở đây thì là chỉ thờ Phật thôi. Chị tôi chỉ nói mình thờ vậy á, là thôi mà lo mình ở nhang đồ đàng hoàng nước nôi vậy, chứ đừng có thờ nhiều mà làm không có tròn á là tội. Còn làm ít vậy á, sáng mình lo nước nôi với mình đốt nhang đồ á, cho cửu quyền vậy á, chứ mà thờ ông này ông kia làm không tròn là tội. Chị tự... Cho nên là bàn thờ ở đây là anh Hồ thấy rất là đơn giản. Đó. Chỉ có là ba bát nhang đúng không? Đúng. Dạ, rồi ba chén nước nè. Ở phía kia cũng ba chén nước đó, vậy đó. Tức là có ba gian thờ ở nơi đây. Hiện nay thì cái ngôi mộ của bà Tư thì được chôn cất ở đâu hả bà? Lúc ở dưới á. Xa nhà mình không bà? Cũng hơi xa xa chút. Không biết mình có tiện để đi viếng không bà? Bây giờ hai chú muốn đi hả? Dạ. Đi thì cũng tốt chứ coi. Đây chính là căn nhà của bà Út với lại bà Tư năm xưa. Đây là nhà đây rồi, bà Tư thì cũng lên xuống ở đây. Ngày xưa thì bà Tư bà có nhắn lại là để cho bà an nghỉ ở chỗ nào không bà Út? Thì có ở dưới á. Có nói lại là phải chôn cất bà ở đó luôn. Hồi đó đó chị Tư á, chỉ trăm tuổi già rồi mà chưa còn hai ngày nữa. Chú nói á, không phải nói cho nói hai chú nghe, từ hồi nào giờ em mình mất rồi em. Còn chị Tư á, chỉ uống là ba ly nước, cũng như là cái muỗng chỉ á, để cho chị Tư á ba muỗng rồi cái chỉ niệm Phật cái đi luôn, tu tự nào vậy. Ai uống nước mà rồi cái đi luôn, niệm Phật đi luôn. Niệm Phật, uống ba ly nước, niệm Phật đi luôn. Nó không có cái gì hết trơn. Bà có báo trước bà là ngày đó là mất, là cách đó 2 ngày nữa hả bà? Chị, gì chị nói trơn à. Nhưng mà chị nói duy nhất cho mình bà Út thôi hả? Nói cũng như nói bà, rồi bà nói lại trong gia đình. Dạ. Cũng như là nói bây giờ á, chị nữa, chị trăm tuổi già, chị chôn ở đâu? Chị nói bây giờ á, cái mộ ở dưới là chôn, cha mẹ đâu thì chỉ nói, chứ chị không có hỏi vậy. Chứ giờ làm cái mộ rồi sao sao đâu, chị nói rồi, chỉ nói cha mẹ sao chỉ vậy, chứ chị không hơn cha mẹ. Đây là chú này là cháu của bà Tư. Cháu ruột á. Bà này thứ tư là ông già tôi Út. Ngày xưa là bà Tư đi thiếp là chú biết không? Nghe kể lại thôi, chứ còn thật ra lúc đó tôi còn nhỏ. Chỉ nghe kể thôi. Còn cái việc mà bà Tư bà biết trước ngày mất là chắc chú biết. Biết sao, 2013 bà mới mất 2013 đó. Bà Tư báo trước ngày mất cho cả nhà luôn. Để lo chuyện hậu sự cho bà chứ mà. Ngày 11 tháng 7. Bà Tư thông báo vậy luôn á. Ôi ơi. Trời ơi, tiếc là gặp bà mà không gặp bà khi bà còn tại thế á. Dạ. Trăm tuổi tròn á. Đúng trăm tuổi luôn. Trăm tuổi toàn bà. Dạ. Sau một cái quãng đường khoảng có lẽ là cũng cả cây số, hơn một cây số thì Nhân với lại anh Hồ cũng đã đi đến khu mộ gia đình của nhà bà Tư. Và khu mộ thì nằm giữa một rừng dừa như thế này đây, rất là nhiều những cây dừa và cây ăn trái khác. Nếu như nằm ở trong thì nó khá là mát ha anh. Còn ở khu trống này thì hơi nắng. Cũng tội là bà Út phải đi bộ theo tụi mình. Bà cũng chưa tới nữa. Thì theo như bà chỉ thì đây chính là phần mộ của bà Tư Tưởng. Đúng là hưởng thọ đúng 100 tuổi luôn. Năm 1914 đến năm 2003. 2013. 13. Dạ. Thì nếu như mà cái tuổi mà tuổi của theo tuổi Tây á, thì là 99 tuổi. Dạ.
mình Việt Nam mình thì mới sinh ra thì tính là 1 tuổi. Dạ. Thì là đúng 100 tuổi luôn. Năm thì là đúng 100 tuổi tròn luôn. Ừ. Dạ. Và phần mộ của bà thì nằm ngoài cùng của khu mộ. À, cũng kiến trúc mộ thì cũng như là những phần mộ bình thường khác. Đơn sơ và cũng không có gì đặc biệt, bởi vì di nguyện của bà thì cũng là chôn cất đơn sơ thôi, đúng không bà? Dạ. Bị bà nói mà. Bà nói cũng như là mộ cha mẹ. Thì sao chỉ vậy chứ đừng có làm hơn cha mẹ. Dạ. Chỉ khi mà chỉ mất chỉ tôi nói thật hai chú chứ nói cũng như là bà cháu mình nói vậy rồi chỉ uống nước chỉ đi à. Và khi mà bà Tư mất á, thì cái mái tóc đanh của bà Tư á, nó rời ra, tự rời ra. Và mình đã an táng chung với... À, bổn bối của bà là người đau của đó. Vậy lúc đó thì mình đặt như thế nào trên cái cơ thể của bà? Cái đó là mình phải có một người đạo, có một người đạo sĩ gói lại cái khăn đỏ. Để ngay chỗ, ở ngang chỗ cái đầu của bà. Cũng như làm cái gói vậy. Một người đạo sĩ sẽ gói cái búi tóc vào một cái khăn đỏ. Không phải bỏ vô tẩn làm kiểu bình thường, không phải có cái khăn đỏ. Dạ. Tôi với cái ông đó. Tôi mua, tôi đưa về đó là bà đầu ổng gấu ship lại. Trước khi bà, cái mái tóc đó nó sức rời ra đó là bà dặn phải đem theo cho bà, chứ không có để trên trần gian. Không được để lại. Không, không, dạ. Không có truyền cho ai hết. Vậy lúc đó khi tẩn liệm bà đó thì cái búi tóc đó mình để ở đâu hả? Để ngang chỗ cái đầu của bà nè. Để ngay đây. À. Tại thường thường bà tóc, mái tóc bà dài lắm. Bà đi bà phải quấn mấy vòng trong người lúc còn sống. Dạ. Quấn mấy vòng bà mới có thể đi. Quấn rồi. Là chắc là quấn ha. Quấn ở vai nè. Dạ, vai. Vai. Vòng qua người vậy. Rồi. Dạ. Nó giống nặng lắm. Cái gì ảnh ở trong kia vậy đó. Thì cái hình của bà còn. Ừ. Mái tóc 7 mét phải mấy ký chứ đâu ít đâu. Trời nó nặng lắm. Mà cô bà có nói hả khi bữa nay giờ ngày 11 giờ rồi đi. Dạ. Bà cái đi. Dạ. Rồi thôi chắc anh em mình cũng sẽ kết thúc video ở đây, bởi vì thời tiết ở Sài Gòn cũng như Bến Tre mấy hôm nay thực sự là quá là nắng nóng luôn. Rồi, đi làm đồng chắc cũng trời ơi nóng cơ bằng vô cùng, nhưng mà nhà nông thì phải lam lũ rồi không có nóng gì hết. Đi cắt cỏ cho bò ăn. Tụi con xin gửi chút nhang khói nghi thấp cho bà Tư giùm tụi con được không bà? Được mà thôi giờ hai chú xuống đây quý dữ lắm thôi để đi về trên xe đi. Dạ bó nhang à để tụi bà. Con thì ở xa đi thì không có chuẩn bị nên nhờ bà mua nhang đèn với lại bông hoa để lên cái bàn thờ của cho bà. Chúc tấm lòng cho tụi con. Dạ. Cầu mẹ nhận bà Tư cũng phù hộ cho tụi con. Dạ. Tình nhân phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Hồ. Hồ dạ. Nhân. Dạ. Dạ. Thì bây giờ á thì đây á về bà mua nhang bông hoa đặng cũng nói hai nha đặng cúng cho hết lòng nhiều chút cảm ơn hai đứa để đây nhang cổ cho nguyên cái tổ đình đó đó cái mà cái am mà nãy hai đứa vô á thôi giờ hồi bà còn sống á là bà cất cái am đó là để cúng của quyền thất tổ ba trăm ba mấy hộ họ xuống đông lắm nhưng mà sau cách giãn của đa covid 19 này á nó vắng bớt thôi. Dạ. Chứ hồi trước họ tới thì nắng quá. Nhiều lắm. Thôi thôi mình đi vô để nắng quá. Được rồi, vô rồi chặt dừa uống rồi về. Dạ. Uống một trái dừa. Uống cái